Đấy nhá, mình tìa, mình để sát với con tìa than để cho anh em so sánh nhé. Này, em nó to đến mức độ là nhé. Giọng rất là hay luôn. Nên sống cho anh em nhé, con hàng mộc từ Tết nhờ, mộc dở từ Tết nhờ mình bắt từ con này là mình bắt đúng rằm tháng riêng thôi. Đến này nó được tầm 3 tháng rưỡi rồi, mỗi 4 tháng. Tính cả thợ lúc mới bẫy là 4 tháng. Bộ to dài, hầu bò, nói chung con này bộ lực cho bò. Đấy, nhìn cái bộ đó này. Anh em kết em hàng này thì liên hệ nhé, số điện thoại 036 560 511. Đây nhé, hai con hàng trong này là hai con, anh em nếu mà xem video của Đức thì đã biết rồi nhé. Hai con hàng trong này là một con đầu đàn và một con lân tê của anh Huy, bệnh viện 1/8. Anh ấy bắt, anh ấy chốt từ lâu rồi nhưng mà anh ấy, do công việc anh bận anh chưa nuôi được nên là mình vẫn vớt ở đây thôi. Hai con trong đó cũng là hàng khủng luôn đấy. Con này đang đấu là con đầu đàn này, mục tinh đấy. Anh em mà kết em hàng ngày này ngoài lồng này nhé, bộ to dài, mình nói rõ là bộ to dài, hầu bò, lưng tôm, phao câu lở, ấy màu đinh cao vút, anh em về chăm sóc vụ lông tới này là cà phê cà pháo ngon lành luôn. Số điện thoại 036 560 511. Nghe Đức nói rõ là bộ bản thân chim nhé anh em nhé. Anh em nhìn rõ con chim này. Đấy. Đây nó đang bị sụp quánh. Con hàng siêu mẫu luôn. Mình để khuyến mại trong ngày hôm nay. Mình quay tiện ở nhà, mình quay đang bán để cho anh em con mộc 3 triệu không mặc cả anh em nhé, mộc tinh anh em nhé, mình nói rõ lại.